Em muốn chào cô chú anh chị và các bạn. Và buổi trưa hôm nay mến chúc cô chú anh chị các bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui. Đây là một chiếc tàu đầu ủi đầy những khối đá mi, rất là nhiều khối đá mi luôn các bạn, về Bến Tre. Tàu đầu ủi này của Long An các bạn. Đây có một chiếc xà lan chở đá chạy rất là lẹ luôn. Ở đây chiếc xà lan chở đá nữa nè các bạn. Xà lan này của Đồng Tháp nè các bạn. Rất là nhiều xà lan các tỉnh chạy trên kênh chở gạo miền Tây các bạn. Đây là trên bờ kè con đường lộ của ở miền Tây nè các bạn. Rất là nhiều bông hoa đẹp luôn. Cái dàn bông giấy rất là đẹp luôn. Thì có một chiếc bò chạy sấy nước luôn các bạn, chạy về Long An.
Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video Hồng Hạnh miền Tây.